Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá của đài truyền hình Fiveback. Chúng ta đã có mặt tại thánh địa Santiago Bernabeu, sân nhà của bầy cừu kiền trắng Real Madrid. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong trận đấu hôm nay. Chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Trên đấu này, Real đã có một số điều chỉnh về nhân sự khi tiếp đón các cầu thủ Manchester United. Đó là một tình huống vào bóng rất quyết liệt. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Real Madrid. Họ cần phải thi đấu cấp tiến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Một quả ném biên. Luka Modric. Bruno Fernandes. Anh sẽ làm gì đây? Bàn phá rất quyết liệt. Chuyển bóng tốt. Đường chậm phê. Dứt điểm đi. Pha dứt điểm là không đủ hiểm ốc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Là lép bèo. Đường chậm phê. Thật đáng tiếc mà anh ấy lại bỏ lỡ một cơ hội thành bàn ngon ăn như vậy. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Đó là đều. Có thể dứt điểm. Wow! Như vậy là câu lạc bộ Real Madrid đã có bàn thắng một lần dẫn trước. Thi đấu lấn lướt và hiệu quả. Có thể nói với bàn thắng này thì tinh thần của các cầu thủ sẽ được đẩy lên rất cao. Thi đấu rất hiệu quả. Không cần quá màu mè nhưng họ vẫn có được bàn thắng. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Pha bàn phá quyết liệt. Trong các trận đấu, đôi khi khoảng cách giữa người hùng và tội đồ chỉ trong gang tấc. Phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đã có rất nhiều ý kiến về phong độ có phần sa sút của cầu thủ này trước trận đấu. Nhưng rõ ràng với bàn thắng này thì anh ấy đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Một đẳng cấp của một sát thủ hàng đầu. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là hai bàn rồi. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay cua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Rất bình tĩnh.
Rashford. Chuyển bóng tốt. Vào về đấy. Không mời có vị. Bóng ra ngoài sân rồi. Sẽ có một tình huống ném biên. Không được. Lấy bóng rất đơn giản. Matic đứng chuyền chuyển sang. Pogba. Matic. Cavani. Rất tốt. Casemiro. Phạm lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Real Madrid. Chuyền bóng vào trong. Rút xa. Không được. Cú sút xa khá tốt. Dành cho cầu thủ Manchester United. Chuyền vào trong. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào. Và phản công. Phối hợp khá đơn giản. Luka Modric. Pogba. Bruno Fernandes. Rashford. Không vào. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Vào về đấy. Mendy. Đường truyền không tốt. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Real Madrid. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc dành cho cầu thủ Real Madrid. Một đường tập bóng rất nguy hiểm. Sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Cú volley. Không vào. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Hiệp 1 đã khép lại, sẽ có những toàn tính, những thay đổi về chiến thuật được đề ra trong vòng thay đồ và chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Trên đấu này, Real đã có một số điều chỉnh về nhân sự khi tiếp đón các cầu thủ Manchester United.
Cavan. Sẽ có một tình huống ngắm biên. Cavan. Chuyền bóng vào trong. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Pha ngăn chặn kịp thời. Đã có tình huống phạm lỗi. Rất bất ngờ, đó là một chiếc thẻ đỏ. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Chuyền vào trong. Bóng đã được phát ra. Pogba. Một đường chuyền dài. Rashford. Anh sẽ làm gì đây? Eden Hazard. Thi đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Sẽ có một tình huống ngã biên. Chuyền bóng vào trong. Bruno Fernandes. Pha phản công. Lingard. Militao. Casemiro. Luka Modric. Đường chọc khe. Như vậy là lưới đã rung lên. Cách biệt ba bàn sẽ rất khó để họ có thể san lấp. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Tỷ số bây giờ là 3-0 rồi. Họ đang chứng tỏ được sức mạnh của mình. Ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ngã biên. Thi đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ngã biên. Đường chọc khe. Đánh đầu. Cú dứt điểm không thật sự tốt. Có lẽ tâm lý đang khiến cầu thủ này đánh mất đi sự tinh tế của mình. Marcelo. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Chuyền vào. Rashford. Chuyền bóng sang cánh đối diện. Thiago Chalo. Chuyền bóng tốt. Chuyền vào trong. Lingard. Rất tốt. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung.
một đường chuyền dài. Thiago Tallo phối hợp khá đơn giản. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Phối hợp khá đơn giản. Lucas Vázquez. Gavan. Militão. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Cú ly sút bóng và tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng. Casemiro. Lucas Vázquez. Cầu thủ này đã thi đấu rất hay và để lại rất nhiều dấu ấn trên sân. Benzema. Rất nguy hiểm. Bruno Fernandes. Pogba. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Matic. Rất nỗ lực. Casemiro. Lucas Vázquez. Giữ bóng rất tốt. Isco. Tình huống chơi bóng vào trong. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.